Lúc nào á mình thấy á, phía trên nếu mà có mây đen á tí xíu rồi mây đen cũng tan rồi, mấy bữa nay trời rất là nắng. Xin chào các con, đây chính là mặt tiền của cái căn villa của mình ở. Nhà mình hôm nay ở villa, một phòng ngủ có hồ bơi riêng với hướng nhìn đại dương. Ủa anh đóng cửa rồi hả? Em quay trong với. Đây. Bên này là sân vườn. Resort. Sân vườn. À cái nhà này nó thiết kế rất là hay. Mình có thể đi một vòng như vậy luôn nè. Một vòng quanh nhà. Ở đây là vườn. Chắc máy lạnh quá. Nè, mình có thể đi một vòng quanh nhà luôn. Đây chính là cái lối vô của cái phòng tắm của mình á. Nè, mình sẽ đi một vòng quanh nhà như vậy. Hiện tại thì thời tiết ở Cam Ranh rất là đẹp. Đây một vòng quanh nhà, phòng khách. Cái vườn nhỏ nhỏ nè, có cái chỗ ngồi. Okay. Phía dọc xung quanh đây là vườn cây. Cách một cái khoảng sân tầm 2 mét thì mới đến một cái villa của nhà bên cạnh, chứ hai villa là không sát nhau. Rồi xong, bây giờ mình sẽ dẫn mấy đứa nhỏ đi cái club chơi. Năm sau Cam Ranh thì hôm nay mọi người sẽ biết mình đang ở đâu. Thì chính xác hơn mình đang ở một cái căn villa. Ở ngoài này thì sẽ là một cái cửa bước vào xinh xắn. Do là buổi trưa thời tiết khá là nắng cho nên mình sẽ quay từ trong nhà ra. Giờ cũng hơi nóng xíu. Đây bao quanh ở phía ngoài của mình là một cái sân vườn nhỏ nè. Rồi giờ mình sẽ khám phá cái thiết kế bên trong ha. Bên này là một khu bếp rộng với 4 chỗ ngồi là đủ cho gia đình mình. Đây, luôn. Từ cửa vô thì mình sẽ có một cái khu bếp. Bên này là tủ lạnh. Cái không gian xuyên nó nhìn bên này nè con. Rồi, còn bên này là một quầy mini bar. Trong này là tủ lạnh và đây, quay mẹ giới thiệu chi tiết hơn nha. Yes. Mini bar của mình sẽ có nước suối Vicoda miễn phí. Rồi sẽ có các loại rượu nè. Ở đây, tủ này có gì không nè? Dạ chắc để tủ không nè. Dạ, chỉ là tủ không nha các bạn ơi. Ở đây sẽ có một cái phần trang trí Việt, người Việt. Còn đây là một cái bồn rất lạ. Nó hình bồn vậy. Hình ống tre. Và quá sâu. À rất là sâu. Ở trong này thì mình có tủ lạnh nha. Rất to luôn. Ok, một cái tủ lạnh, một cái hộp đựng đá hả con? Yes. Để mở ra nha. Có nước ngọt. Và cũng có nước Vicoda miễn phí. Ok. Yes. Làm gì đó. Rồi phía trên đi con. Ở trên là gì ta? Đồ để vừa là cái tủ mà vừa là cái gương để mình có thể soi trước khi mình đi. Ở trên này là đồ để cà phê và các ly nha mẹ. Wow, có nhiều ly và cà phê ghê. Rồi con. Mình đóng nè. Ở đây có một cái bàn ăn. Một cái bàn ăn 4 người. Đây là cái dụng cụ khử khuẩn của gia đình mình, máy khử khuẩn. UV. UV rất là cần thiết cho cái tình trạng tình chăm sóc bình thường mới. Rồi, ở bên này thì có một cái Đây là một cái toilet để khi mà bạn có chuyển gấp, bạn có thể vô đây và bạn giải quyết tâm sự hả? Yes, giải tâm sự buồn. Có một cái toilet nhỏ từ ngoài cửa vô nè. Nhỏ vậy thôi. Rồi, cái màn ở đây thì người ta xài hệ thống là
tự động hey. Technology cho nên là rất là chỉnh, nhưng mà giờ mình đó ship đó. Ừ, phía ngoài này cũng vậy. Robin đang làm gì vậy con? Đó nha. À, bên này sẽ có nhiều cái tủ lắm nè. Bây giờ mình sẽ mở hết tất cả các tủ nha. Thì đây là cái tủ người ta sẽ cho mình hai cái khăn để đi hồ bơi nè. Ừ. Rồi để đồ. Là dép Lào. Dép Lào. Ok. Bên này đi con. Bên này thì người ta sẽ cho mình một cái túi nhặt ủi với một cái túi lá. À, để mình đi ăn xin hả con? Dạ không, để mình đựng đồ bên. Ok. Rồi tiếp theo nha, bên này sẽ là cái tủ phòng cháy chữa cháy thôi. Tiếp con. À, bên phải nhìn vô hồ là có cái khu vườn. Cái khu vực này mình nghĩ là chắc dành cho những anh hút thuốc hay gì được ra đây ngồi chill. Mình còn gia đình mình thì chỉ ra đây để chill cà phê thôi. Ừ, chill cà phê. Yeah. Đây sẽ nhìn ra cái vườn thì có một cái bộ salon. Ok, rồi đi tiếp con. Đây, bây giờ mình sẽ giới thiệu cho quý bạn một cái sofa siêu đẹp nhất. Wow, đây chính là phòng khách chính của căn villa, một phòng ngủ với tầm nhìn đại dương. Đây nè, ở ngoài đó là hồ bơi và đại dương. Đây nha, mình sẽ đứng từ đây mình quay tổng quát. Tổng quát luôn này các bạn. Cái bộ sofa rất là to luôn á. To nha. Ừ, sàn nhà thì cũng dùng chính là gỗ. Và ở đây có một cái tấm thảm rất là dày chân. À. Vin ơi, té đó con. Xuống con. Robin đi xuống. Không. Nè, ở đây còn có đồ để mình xông lên. À, xông tinh dầu cho thơm. Dạ. Có cái và báo thức. Nè, nó đã đọc của Vin. Oh yeah, baby. Oh yeah, baby hả con? Đây, có một cái bàn to. Rồi. Đây bên đây. Khổng lồ. Bên đây có một chiếc tivi to mà có thể ngồi của em luôn. Xem thưởng thức nè. Rồi ok con. Nè. Đây chính là cái khu, đây là cái không gian. Ở trong tủ á anh, tủ giữa chỗ cái hộp khẩu trang á bị cái cặp màu vàng, bị cặp của Suri nó che rồi. Đây có màn nè, tất cả các hệ thống màn cửa ở đây đều là sử dụng là tự động hết. Suri ơi, con đâu rồi? À, từ phòng khách của mình phóng tầm mắt ra sẽ là cái view hồ bơi và view biển luôn. Nè, mình sẽ quay ngoài này nha. Đi theo bên rồi. Chứ là ở ngoài mình có để sẵn hai đôi dép Lào ở đây để mình đi ha. Ok. Mình xài dép con. Rồi, đây chính là cái khu vực hồ bơi riêng của căn villa của mình. Mọi người, đây là hai cái chỗ để chill luôn nè. Ừ. Bên này thì có thể để là cái chỗ ngủ cà phê luôn. Ba. Wow, có cả hai cái ghế. Hai nhiều cái kiểu ghế, nhiều ghế ha nè. Ờ. Công nhận luôn. Rồi, bên này sẽ có một cái nhà nhỏ. Có một cái bộ ghế salon để mình ngồi mình ngắm mọi người bơi nè. Đây, bên này. Nhưng mà tạm thời nó hơi ẩm xíu. Nó hơi ướt hả con? Nó hơi ướt. Sao ướt vậy ta? Con cũng không biết nè. Cái hồ bơi này là nó đi theo cái hướng cột cục, nó đi theo hướng nghiêng đó. Đâu nè. Là rồi, cái hồ bơi của mình đây. Mẹ có thể thấy. Thấy vậy chứ cũng khá là sâu và dài đó. Ngoài biển đang gió lồng lộng rồi, gió cũng hơi nóng. Rồi. Ở đây thì rất là đây nhà mình là view biển và sát bên là nhà hàng cho nên rất là tiện luôn nè. Thì cái đợt đặt phòng này thì ở bên khách sạn có khuyến mãi là tất cả những cái booking đều được upgrade miễn phí qua villa để khách hàng có thể có được những cái trải nghiệm không gian riêng tư hơn và thoải mái hơn, cũng như là nâng cao chất lượng phục vụ của resort hơn. Ơi. Có cái chỗ để tắm, nó còn có gì đặc biệt dữ lắm kìa mẹ. Ờ, có chỗ tắm lại nè con. Chắc nó không mấy cái gì chị. Con. Đó là bên đâu? Ba Nam ơi. Ba Nam ơi. Ba Nam ơi. Ba Nam ơi.
Mình đứng đây đợi đi con. Mà Nam ơi, rồi bây giờ tiếp theo mình sẽ đi vô cái phòng ngủ. Sao phòng ngủ khá to. Ở trong phòng ngủ thì sẽ có một tivi. Đâu con? Đây. Ừ, cũng có thêm một chiếc tivi ha. Chuyện bên này là cái chỗ để mình tường để mẹ coi coi, coi chung. Mình đi ngủ nha. Mình sẽ ngủ trên một cái giường size king. To ha, giường rất là to. Trắng trẻo thêm thôi. Ôi trời trời ơi, pin nó làm ngã hết trơn rồi. Ừ. Trời, cái pin này. Xếp lại coi, cho nó đẹp nè. Yeah, đang ngủ chờ. Rồi. Ok, ok. Rồi. Phía trên này thiết kế theo kiểu mây tre lá nè các bạn. Sử dụng các vật liệu rất là gần gũi, thân thuộc với lại thiên nhiên. Wow, đẹp ha. Ừ. Bên này sẽ có một cái hình chân dung màu đỏ với gỗ. Bên đó có một bức ảnh. À, phòng ngủ của mình cũng là với hướng nhìn ra hồ bơi nè. Cái gì vậy? À, bé Bin chỉnh cái màn này cho nó đóng á mẹ. À, cái màn cũng là tự động luôn. Thiết kế. Rồi tiếp nha. Bên này. Cảm giác căn nhà của mình rất là nhiều phòng luôn á. Đây. Cũng chính là đồ remote về. Quan trọng nhất cần cái này. Bây giờ mình sẽ hạ thấp xuống cho nó mát trước nha. Rồi. Bên này. Khu vực bên này. Đầu tiên mình quẹo qua đây mình sẽ thấy có một cái chỗ để hành lý. Vali. Ở dưới cái này cũng để vali luôn. Bên này là một cái tủ. Tủ quần áo hả? Lại tủ nữa. Đây con giới thiệu bên này nha. Cho các bạn coi bên này. Một chiếc tủ to thì bên này sẽ có cái đèn pin nè. Dạ. Rồi bàn ủi. Có rồi, sẵn hết đồ nghề cho mình luôn. Cũng là safety spot. Như vậy gì tùm đâm như này. Rồi. Phía bên này của mình. Chỗ này là chỗ để mình ngồi trang điểm nè mọi người. Ngồi trang điểm. Mình rất thích chỗ này. Chân nghĩ làm việc cũng là gì làm. Rồi. Tiếp theo sẽ là phòng tắm chính của căn villa. Rất đầu tiên ở đây sẽ đúng rồi, cái thứ cũng rất là rộng đó các bạn. Có double lavabo. Double water, double cup. Ừ, cái gì cũng có hai hết. Ở đây mình cũng có khăn tay. À, nãy mẹ hỏi khăn tay cho nên nằm chỗ này. Đây, mẹ sẽ quay bên này nha. Bên này thì ở dưới này mình có một cái cân. Cân điện tử. Bên kia chắc là máy sấy tóc á. Dạ, đúng rồi, máy sấy tóc. Chí khăn. Gia đình mình đã đi một lèo từ thành phố Hồ Chí Minh thẳng ra Cam Ranh luôn mà không có dừng nghỉ hay chạm dừng chân nào hết. Đến nơi thì cũng hơi bị đói bụng, hơi bị buồn ngủ do là khởi hành chuyến đi khá là sớm vào lúc 3 giờ sáng. Cho nên là đến được Cam Ranh cũng khá là sớm và hôm nay thời tiết rất là đẹp. Tuy rất là buồn ngủ nhưng mà vì căn villa rất là đẹp và mát và thoải mái. Cho nên là tụi mình cũng muốn review nhẹ nhẹ để cho các bạn sau này sẽ có những cái lựa chọn đó là mình sẽ book cái hạng phòng nào ở Radisson Blue Cam Ranh. Ở trong cái video trước thì gia đình mình đã review về cái hạng phòng Deluxe Ocean View của resort. Rồi hôm nay mình sẽ review căn villa một người. Rồi đi anh. Rồi đây sẽ là một chiếc bồn tắm. Chiếc bồn tắm nó đặt giữa nhà nè. Ở trong này thì có muối mà không biết muối hay đâu. Ok, một chiếc bồn tắm rất là rộng. Hai đứa nhỏ là tắm chung thoải mái. Đây mọi người giới thiệu sản phẩm Body Lotion Every Girl's. Cái sản phẩm mà của Radisson Blue cung cấp cho khách đó, dầu gội, sữa tắm và kem body hay là hand cream á, mình thấy chất lượng rất là cao, mùi hương rất là dễ chịu và dùng lên da nó rất là tốt. Và bây giờ mình sẽ vô trong đây giới thiệu ha. Ô, trời ơi, lần đầu tiên mình mới thấy một cái phòng tắm mà có đến hai chỗ tắm cho hai người luôn. Double nha. Wow, mà đâu biết cái này. Mình cảm giác như ở đây rất là chuộng cái style double. Hầu như cái gì cũng buồn. Rồi, mình sẽ coi mình vừa tắm mình vừa ngắm cái gì đây. Hình như hình ảnh có cái đường đi vô á mà anh từ hồ bơi á.
Vậy hả? Rồi, cái một chiếc một cái chỗ phòng khu vực tắm đứng rộng rãi nha. Tắm nè. Wow, nó lên luôn. Tại trên này cũng là có hai cái bồn sen đứng luôn. Đó, ở chỗ này mình để đựng đồ cá nhân. Chỗ này rồi. Ok. Bên này là cái toilet. Mình thấy là tất cả các thiết kế về các hạng phòng của Radisson Blue Resort Cam Ranh đó, thì lúc trước mình ở cái hạng phòng là Deluxe Ocean View là hạng phòng thấp nhất, nhưng mà cùng với cái kích thước rất là rộng lớn thoải mái, thì hôm nay căn villa với cái diện tích lên đến 125m² thì cũng càng thoải mái hơn. Bây cho giờ mình có thể là tự do trải nghiệm sinh hoạt. Cái dĩa trong này ha, thì ở trong này cũng có tủ quần áo, slippers là dép đi trong nhà mà mình sẽ xài. Ok. Rồi. Đây nè. Có nhiều mẫu áo thiệt á. Xong rồi. Nằm trên đây một căn nhà với rất là nhiều phòng, mùi hương thơm và sự thoải mái tiện lợi tiện nghi nè. Ơi. Đức đang nằm đây nó chưa tụt như vậy nè. À, cái ghế cầu tụt các con đang nằm tự nhiên tụt luôn hả? Em Minh đi bú sữa nha. À, bây giờ gia đình mình sẽ ra nữa nghỉ ngơi và sẽ có những cái review tiếp theo về các cái khu dịch vụ giải trí khu resort nha. Rồi bây giờ thì mọi người coi xong video, nếu thấy hay thì hãy ủng hộ mình một cái like nè và một cái subscribe, nhớ nhấn chuông để không bỏ lỡ video nào nhé. Ok, rồi chúc các bạn có được kỳ nghỉ cuối tuần thật nhiều niềm vui và năng lượng nha. Yeah. Okay. Chúc mấy bạn ra ngoài đường đeo khẩu trang và rửa tay thường xuyên để đề phòng dịch bệnh nha. Bye okay, bye. Cảm ơn. Bye Bin. Rồi bây giờ sẽ là công tác khử khuẩn. Khi mà check-in thì mình sẽ, nếu mình có thời gian á và mình có điều kiện thì mình có thể là khử khuẩn thêm một bước nữa, mặc dù là khách sạn khi mà giao phòng cho mình là cũng đã xịt khử khuẩn và cũng đã đạt những cái tiêu chuẩn mà vệ sinh ở trong cái khuôn của họ rồi, trong COVID-19. Nhưng mà để chắc ăn hơn thì mình có thể bỏ công vệ sinh thêm lần nữa. Cái này là mình đang xịt cồn, sau đó sẽ an tâm sử dụng hơn ha. Đây là căn hộ villa của mình ở, là căn 2015. Mình là căn villa một phòng ngủ có hồ bơi riêng với hướng nhìn đại dương. Và bây giờ là 7 giờ sáng ở Radisson Blue Hotel Resort. Bây giờ gia đình mình sẽ đi ăn sáng vì là lượng khách vẫn còn rất là hạn chế, nên hôm nay gia đình mình sẽ được phục vụ là bữa ăn sáng gọi món không giới hạn thay cho buffet. Mình thấy cái cách tổ chức như vậy cũng rất là hợp lý và an toàn hơn là dùng buffet, bởi vì mình được phục vụ riêng hơn mà vẫn không có hạn chế về cái lượng thức ăn, vẫn đảm bảo được cho mình những cái bữa ăn đầy đủ giá trị dinh dưỡng và được no bụng, và vẫn đảm bảo được các nguyên tắc trong phòng chống dịch.
tối hôm qua thì cả nhà mình ngủ rất là ngon. Thời tiết lúc sáng thì rất là nắng, và bây giờ thì trời hơi sụp nắng một tí xíu, có gió rất là mát. Đây là nhà hàng Lobster. Ngoài kia là biển. Có cái cục mây đen trên đầu ha. Không biết hôm nay có mưa hay không. Ngày hôm qua thì là một ngày rất là đẹp, không có mưa. Nhà hàng mình sử dụng chủ đạo cũng là không gỗ và Halloween. Cà phê đá nha. Vừa rồi thì gia đình mình đã order các món ăn. À đây, mình sẽ giới thiệu sơ thực đơn hôm nay nha. Cái cuốn bìa thực đơn cũng được làm bằng mây che lá. Đây cái menu không con? Món ăn cũng rất là nhiều. Trong của nhà hàng sử dụng chủ đạo cũng là cát. Cảm ơn. Anh em rót cho em với. Quay nước thì mình sẽ tự phục vụ. Và bây giờ mình sẽ đi thám hiểm khu spa ở Radisson Blue Resort nha. Bạn Bim sẽ giới thiệu nha. Bim vô phòng xông hơi hả? Đúng. Ok. Wow, sảnh rất là bự và lung linh. Wow, đẹp quá. Không gian lớn anh hả? Đây, vừa bước vào là mình đã nghe được cái mùi tinh dầu xả chanh rất là thư giãn, cảm giác rất là thoải mái và thư giãn. Đây là quầy lễ tân nè. Ở ngoài này là cái hồ gì vậy anh? Chắc hồ gì vậy? Bự vậy hả? Giống như hồ bơi vậy hả? Ừ. Mình đi đường nào ra? Đi đường khác đi hả anh? Đường dòng này, cái cửa phòng nữ này. Nữ bên trái hả? Đi đường nam cũng được. Đây, bây giờ mình sẽ đi tham quan thử cái khu vực phía bên trong phòng nữ nha. Cái ghế ngồi chờ. Hiện tại thì không có khách cho nên là mình sẽ tranh thủ quay để review cho các bạn về cái khu vực spa của Radisson Blu Resort Cam Ranh nha. Đây là cái khu vực locker nè. Có tổng cộng là 16 cái locker luôn. Chắc là đây chỗ bỏ khăn. Bên này là cái phòng để mình nằm. Xong hơi xong mình sẽ ra đây để mình make up sửa soạn lại nè. Thì gồm có hai bên ha. Ở đây sẽ được bố trí sẵn cho mình các cái nón, khăn giấy, máy sấy tóc và lược. Rồi, mình đi thử xem. Bên này chắc là khu vực tắm lại. Hơi
resort đầu tư rất là sang trọng và rất là đẹp cho cái khu vực spa, mang đến cái cảm giác trải nghiệm rất là thoải mái. Bên này là khu vực toilet cũng rất là rộng. Mình sẽ đi vòng vòng. À, bên này là khu vực tắm trán lại nè. Gồm có 3 phòng. Cũng sẽ có đầy đủ các dụng cụ để mình tắm lại như là dầu gội, sữa tắm, dầu xả và body lotion luôn. Được trang bị sẵn. Phòng tắm lại rất là to. Lần đầu tiên chị mới trải nghiệm được cái phòng mà sông Himalaya to như ở đây với mình á. Cái phòng này chụp hình rất là đẹp á chị, tí xíu nữa xong rồi á em chụp hình cho chị á, đẹp chị. Chị cảm ơn. Dạ. Rồi. Còn cái phòng bên này là phòng sông hơi ướt. Để dùng tinh dầu à. Sẽ tươi ở bên trong á. Thì chưa vừa bóp vô thì đem mùi thơm á. Mình sẽ xong ở bên này khoảng mấy phút thì tốt em? Mình xong bên này mấy phút thì tốt? Dạ, cái này rất là tầm 15-20 phút. Sau khi mình xong khô và xong út xong thì mình sẽ về cái phòng xong lạnh này. Thì cái này... Hả? Mát quá. Cái khu vực này thì rồi khi mình về thì nó, mình ngồi tập khoảng 20 phút để cho cân bằng nhiệt độ của mình. Nếu mình sẽ kích lỗ chân lông bởi vì này mình xong hơi ướt và lại là xong khô thì cái ánh sáng màu xanh ở chân lông đó là để giúp mình chống lại hoa nhan. Wow, đẹp quá ta. Cái này là khu vực xong hơi ở bên nữ. Thì nó rộng ở bên nam, ở bên nam thì nó cũng giống tương tự thiết kế như vậy thôi ạ. Trong này là tầm mấy độ vậy em? Dạ em nó tầm khoảng 14-15 độ. Mát ghê. Nhưng mà mình sẽ xong ướt trước, xong mình xong nóng trước hay là mình cái thứ tự mình xong thế nào thì tốt? Cái xong khô với lại xong ướt á thì cái đó tùy chị, mình muốn xong cái này trước cũng được thôi ạ. Còn cái trải nghiệm đá muối là xong cùng hả em hay là? Đá muối thì cái này là xong khô với lại xong ướt, chị hai cái phòng này chị có thể muốn xong cái nhà trước thì cũng được thôi ạ. Ok. Còn lại là cuối cùng. Và cái khu vực mà spa là khu vực khác nữa đúng không em? Dạ đúng rồi ạ. Ở bên này là khu vực nhà tắm mà bên em có để sẵn cái này dầu gội sữa tắm cho khách sạn ở bên trong này luôn ạ. Rồi, mình thấy đây. Khu vực này thì nhà vệ sinh ở đây có khăn tắm để em để đây, thì nếu như chị có cần dùng thêm thì mình ra đây. Cái ghế, cái này là cái ghế kiểu bên em thì mình có thể nằm thư giãn. Ai ghế nằm luôn á em? Dạ. Ok em. Rồi. Còn gì nữa? Dạ, em để lắp cho khách cơ hơn thôi chị. Ở bên trong đây là khu vực phòng thay đồ ấy. Mời nước đi. Thì bên này có cái sò kép với lại là máy sấy tóc. Rồi được chải đầu ở đây cho mình. Em tên Vương hả? Dạ đúng rồi chị. Dạ, ở trong này á thì có dép với lại là đồ lót giấy, cái này lót giấy, cái này là xôi cái kiểu thử hướng tóc khi mà tắm để cho nó khỏi ướt ấy, với lại là một cái khăn tắm.
tại vì chị không có dùng sử dụng dịch vụ massage cho nên là em không có lấy cái tủ ở trên, tại vì tủ ở trên thì nó có cái air backdrop để cho mình đang di chuyển ở bên phòng massage. Ok em. Yeah. Rồi. Rồi, chị cảm ơn Vương nhiều nha. Cảm ơn em. Đây là cái khuôn viên của bên spa này, từng phòng nó sẽ từng cái hình con ốc vòng tròn xoáy ốc như vậy, là từng một cái phòng, có thể là phòng một giường hoặc là phòng hai giường, rất là nhiều luôn á. Nó có thiết kế là cứ mỗi cái khu vực spa như vậy là sẽ có một cái hình xoắn ốc, cái vỏ ốc ở ngoài. Đây là phòng một giường hả em? Dạ, cái này là phòng hai giường đó chị, cho cái cặp đôi á. À, cho cặp đôi luôn hả? Dạ. Ở ngoài chị thấy là có cái hình xoắn ốc ha. Dạ, đúng. Mình phải rồi. Bỏ dép không em? Dạ, chị đang nhít này luôn. Cho chị quay review một phòng nha. Hay quá. Ở đây là đầu tiên vô là mình sẽ ngâm chân trước đúng không em? Dạ, đúng rồi, mình cho khách ngâm chân thì ở đây thì em dùng múa biển với lại là quế để tẩy, để ngâm chân cho khách thì nó có tác dụng là tẩy tế bào chết, giúp lưu thông máu và vận khuẩn cho cái chân của mình để sạch hơn ạ. Hay. Mình là chỗ mình thay đồ. Dạ, khu vực thay đồ thì cái này thì là cho hai người, bên này thì là đồ chế cho nữ, bên này thì cho nam. À. Dạ, cho cặp đôi á chị. Cho nếu mà chị làm mặt thì không cần quá không? Không cần thay đồ hả em? Dạ, nếu như mình thay muốn thả mắt mình có thể thay đồ cũng được ạ. À. Cái này là cái hộp để mình đựng trang sức, nhẫn, okay. Hoặc là đồng hồ gì đó. Dạ. Spa đẹp quá ha, còn bên này. Dạ, bên này là khu vực nhà tắm á chị. Vậy là chị, phòng tắm nguyên là phòng tắm thở chị. Dạ. Nhưng mà ngoài chắc không có ai nhìn đâu ha. Dạ không có ai thấy chị. Thì mình nhìn trong này ra thì giống như là nó trống trải, nhưng mà ở ngoài á thì nhìn vào nó cũng kín lắm. À. Dạ. Ok. Rồi chị cảm ơn nhiều nha. Spa đây. Đây là khu spa nè. Ủa, hôm qua em làm trong này hả? Đúng rồi anh. Ở trong nó bự lắm anh. Ủa vậy hả? Ừ, trong lòng nó bự lắm. Rộng có giường nằm luôn á. Hai giường thích quá ha. Có cái chỗ tắm quá. Đâu nè. Bên đó em ngoại đề dùng cái xe. Ở đâu? Tại bữa. Rồi bây giờ mình sẽ đi lên sảnh. Lên sảnh nha, đổi chìa khóa. Rồi, cảm ơn em. Rau có làm việc nhảy. Nhảy xuống, buông tay ra chứ. Cảm ơn anh. Con nhảy con phải buông cái tay ra, cái tay con lại. Bên rửa tay đi anh. Vô tổng rửa. Tắt điện rồi. Tắt điện rồi. Wow. Mát quá. Cảm ơn. Ôi trời, bữa nay mới có nước. Rửa tay đi. Mắc quá! Mắc quá anh ơi! Mắc quá anh em ơi! Đưa quay ơi! Vô mày! Bình nản nó bậy quá à! Vô! Anh Nam ơi bên này mà! À! Đi con! Hai đứa! Đi theo mẹ nè! Mẹ dẫn đi nè! Khu thang máy để đi lên dãy phòng bên khách sạn. Sorry, túm cái tóc lại cho nó chặt gọn đi con, với lại bút phía trên lên cho nó đàng hoàng nè. Không phải, không phải. Rồi bút tóc là đàng hoàng. Đó hoạt động không anh? Ok, mình tự dựng bé được. Con bút phía trên nó ngọn mềm mà. Nhưng nha, tụi mình để dép lên kệ nha.
ta. Ok. Rồi Bin bỏ dép đi. Đây mày giữ cho. Giỏi. Nì, cảm ơn. Đây là cái clip. Quá đẹp chưa? Chưa. Chưa mở đèn, thấy mát nè. Mình đi sớm quá chăng? Ở đây có một cái toilet. Rồi bồn rửa tay. Họ chơi đi, thoải mái đi. Đúng không? Bữa nay phải nhớ rồi, có một nhóc mà cô bao lại mà. Ở bên trên ném phi tiêu. Bên này là cái chỗ ngồi coi tivi. Đó, bên mới ném chiến thắng hả? Hay bên chúng con gì vậy? Có cái chỗ thì mình ngồi mình coi tivi nè. Bên này nè anh. Gì bên này? Mở tivi. Tivi bên này có nè. Nhìn lấy cờ.